Wow, lắc mông đê. Wow, wow. Ok, và chào mừng các bạn đã đến với channel của TOWLER. Và hôm nay chúng ta sẽ làm tập 3 của series rap đấu trường tốc độ. Và lần này thì chúng ta sẽ đua con cá mập với lại cá heo. Thì các bạn thấy thì mình ở một con rồng, tại vì cái tập trước là mình chơi rồng đúng không? Thì lần này chúng ta sẽ cùng đua với Hoàng Hoàng bữa. Đây bây giờ anh Hoàng sẽ biết là con cá rồi, Hoàng biết con cá đi Hoàng. Đâu, cá biết con okay. Cá, biết cá heo đi. Thì mình sẽ làm cá mập và Hoàng sẽ làm cá heo nha. Yeah. Sao tôi không biết hình? Yeah. Ủa? Ủa cái đây là cá heo đâu? No. Cái đây là cái heo đâu trời? Đây là cái con cá chê mà. What? Ok thì Hoàng lần này sẽ làm cái con cá chê. Đây, anh ấy rất là tỉnh luôn. Thôi đùa thôi, thì lần này chúng ta sẽ nghiêm túc nè. Bây giờ bây giờ là mình sẽ đi biến con cá heo nè. Ê ông chạy lên bờ đi ông ơi. Trời ơi, lên bờ đi. Ông xài tự bơi của tôi đi. Chỉnh người đi, chỉnh người đi. No. Không được. Ok, thì mình sẽ biến con cái, mình sẽ biến cái con cá mập nha. 1 2 3. Rồi cá mập đâu rồi? Cá mập. Đây, đây chính là cá mập của chúng ta. Bang, đây chính là con cá mập và chúng ta sẽ đỡ con cá heo. Biến cá heo đi ông ơi. Ok, mình sẽ chơi đủ rồi. Từ từ. Ok, giờ 1 2 3 là mình sẽ đua nha. Thì theo luật là mình sẽ đua theo vòng này nè, đó, đi qua đi lại nè. Rồi 1 2 1. 2 3. Đó là một con cá biết bơi. Yes. Quê. À. Có bơi vậy. Ủa sao cái heo nó bơi nhanh lắm vậy? Vì đó là cái heo. Yeah, tôi là người nhanh nhất. Đi ra. cảm ơn nha. Tôi là con cá mập nhanh nhất thế giới. Yes. Rồi chúng ta sẽ quay lại và cái đồ này sẽ đi lặp lại khoảng 6 lần nha. Yes. Bị kẹt kìa. Yeah yeah. Yes. Chúng ta là cá mập đây. Yes, chui qua cá mập. Đúng rồi, cá mập chui qua. Cố lên cá mập. Đúng rồi, cá mập. Yeah. Quá gì kìa, cái gì. Rồi, chúng ta sẽ được 2 vòng rồi, chúng ta sẽ đi lại. Yeah. Yeah. Rồi, đi tiếp. Ok, chúng ta được 2 vòng rồi thì theo luật chúng ta sẽ chơi khoảng có 10 vòng đi cho nó lẹ. Ê, cho nó chơi cho nó lâu. A, à, bị kẹt rồi. Yes. Yes, 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 yes. Yeah. Woo. À, ông được bao nhiêu vòng rồi? No, xong nhanh vậy. Yeah. 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 No, no, no. Oh shit. Tôi được tôi được 3 vòng rồi nè. Yeah, yeah, yeah. 3 vòng. Cố lên. No. No. Ok, chúng ta sẽ chơi nghiêm túc, chúng ta sẽ không chơi điếm đâu. Rồi lẹ lên bạn. À thì bây giờ Hoàng nó đang FK các bạn, nên là bây giờ mình sẽ chôn nó rồi okay, đánh nó cái. Hello anh bạn. Ăn cái miếng rồi. Ăn không được. Trứng nè. Rồi, Hoàng ơi. I'm here. Ok yeah. Ôi, yeah. Yeah. Yes, yeah, no. Come yes. On. No. À tôi được 3 vòng rồi đó. Ok, sao nó bằng 4 rồi, sao nó bằng 4 rồi. 4. Yeah, 4 nè, vòng 4 nè. Oh shit, no. Oh shit, bị kẹt, no, yes, vòng 4. Yeah, no. No, tôi bị kẹt ở hàng rào rồi. Yeah, vòng 4, xong rồi nhanh như vậy. Đáng lẽ là mình sẽ chọn cái heo á. Chứ cái mập này nó bị chậm quá, cái heo bơi nhanh quá. No, yeah, no. Là yeah. Sao? Rồi chúng ta đang đến vòng thứ 5 rồi. Đây no, vòng 5 rồi, cố lên. Vòng 5 đây? Kể đi. Bây giờ tôi chiến thắng không? Vòng thứ 5, cố lên. Yeah.
Yeah, vòng thứ 5 rồi, chúng ta với vòng thứ 6 nè. Yeah, vòng thứ 6. Fuck you. Cái heo quá gà, cái mập là nhất, cái mập là nhất. Ai? Wow. No, cảm ơn nha. Wow. Yeah. Shit. Tôi cho ngu rồi. Yeah. Yeah, bị kẹt. Ê, ủa sao ông chua cái lỗ đó sao? Lầy quá nha, nó phạm luật nha. Ôi Hoàng nó chua cái lỗ của bạn nè, cái lỗ mini nè. Giờ là phạm luật nha. Vì đây là Hoàng nên Hoàng sẽ gian lận. Rồi, Hoàng nó gian lận kìa, ok, chúng ta đến vòng thứ 7 rồi. Yes, vòng thứ 7. Yeah. Cái con gì đây, tại sao lại xuất hiện? Vòng thứ 7, yeah. Yes, vòng thứ 7, yeah. Vòng thứ 7. Yeah, vòng thứ 7 rồi, yeah, vòng thứ 8 rồi. Vòng thứ 8 rồi. Ê, bây giờ tôi sẽ giao luật thêm nha. Bây giờ mình sẽ chơi khoảng 15 vòng luôn này, 15 vòng. Wait, what? Ai? Ah, yeah. Đi ra, yeah. Yeah. Bê chim. Rồi, sắp đến vòng thứ 8 rồi nha. Cố lên. Yes. Yeah. Thôi bye bye. À. Bye bye, yeah. Rồi, chúng ta sẽ gian lận. Ông dây lỡ rồi, được tôi kịp tôi đi tới đây rồi. No. Ok, vòng thứ 8 rồi, cố lên, sắp đến vòng thứ 9 rồi. Vòng thứ 10. Ủa kỳ vậy, vòng thứ 9 rồi mà. À nhanh, vòng thứ 9 nhầm. Vòng thứ 9 nè. Yeah. Yeah, bye bye. Yeah, giờ chúng ta sẽ vòng thứ 10 nè. Cái lần là vòng thứ 10 nè. Yes. Chạy nhanh không? Không có chuyện ở đâu. Yeah. Yes, yes. Bập. Yeah, đi về. No, không gian lận. À. Yeah. Yeah, rồi cái vòng thứ 11. Cố lên bạn, cá mập ơi, có cá mập. Sao anh bơi chậm thế cá mập? Đáng lẽ anh phải thắt cá heo chứ. No. Yeah, là cá mập. Cái mập là cái loài bị là cái mạnh nhất thế giới, là mạnh nhất hành tinh, nhưng mà tại sao lại thua cái heo? Đây, vòng thứ 12, giờ là 12 nè. Giờ cua lại 12. 12 rồi, cố lên. Hồng Hồng nói biết cách đếm kìa. Kể đi. Yeah. Cái gì đây? Rồi, sắp. Tại sao con cá lại tên Hoàng? cá tên Hoàng. Gian lận. Cảm ơn. Gian lận. Đi ra. Yeah. Yes. Vòng thứ 12, gian lận của tôi nè. Đó, cố lên cái mập, cố lên. À. Yeah, vòng thứ 6 tới vòng thứ 13 rồi. À, chuyện gì vậy? Gian lận. No, Hoàng gian lận. Cái con gì đây? No. Vòng 13 đúng không? No. 14. Nhầm rồi. À. Đâu vòng 14. No. Hoàng gian lận. Hoàng gian lận. No. Hoàng gian lận kìa. No. No. Cái con gái tên là Hoàng là sao? No. Hoàng gian lận, fuck you. Yeah. Sao? Ok, giờ yeah, mình sẽ gian lận luôn, Hoàng quá lầy. Yeah. Ok, vòng cuối nè, cố lên vòng cuối, tôi sẽ thắng. À. Vòng cuối. Yeah. No. 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 No, tại sao? No. Yeah, lên bờ. No. Oh, come on. Rồi xong, Hoàng đã thắng rồi. No. Ok, thì lần này chúng ta hơi bị thốn tí. Rồi, ok. Hoàng lên bờ đi Hoàng. Làm sao để lên bờ? Chết thằng người. Ok. À. Con cá gì đây? Con cá chê kìa. Ok. Ok, thì lần này thì trận chiến giữa cá mập và cá heo thì con cá mập được chiến thắng. Thì nếu các bạn muốn mình đi xài con nào với con nào thì các bạn thể đi TB ấy gì, các bạn có thể comment ở phía dưới để mình chơi tiếp nha. Ok, dừng lại. Ok, thì lần này thì cái heo được chiến thắng rồi. Thì thật ra thì để cho các bạn biết á, thì trong tự nhiên á thì đáng lẽ cái mập nó mạnh hơn cái heo, nhưng mà thì thật ra thì cái heo nó bơi rất là nhanh nha các bạn. Rất là nhanh luôn á, nên là cái heo thắng là chuyện thường.
Nhưng mà ngoài ra còn một lý do nữa, chính là thằng Hoàng nó chơi điếm. Đúng rồi, các bạn hiểu không? Không. Ok, được thôi. Thì nếu các bạn muốn mình chơi con nào với con nào thì các bạn comment ở dưới nha. Thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và bye bye. No. Fuck you.